Thưa quý vị, tối qua ngày 7 tháng 9, Đà Nẵng chính thức khai mạc lễ hội Việt Nam Hàn Quốc năm 2023 tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà. Lễ hội diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại quan trọng và đầy ý nghĩa, đánh dấu chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường, trưởng ban tổ chức lễ hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Kang Bo Sung. Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường nhấn mạnh, trong mối quan hệ đối tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thành phố Đà Nẵng là địa phương tích cực trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với các địa phương của Hàn Quốc, đặc biệt nhận thức rõ vai trò của văn hóa và giao lưu văn hóa trong hợp tác song phương. Chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc thường xuyên được diễn ra. Lễ hội Việt Nam Hàn Quốc được thành phố Đà Nẵng định hướng để trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên của thành phố. Lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tham gia một hành trình trải nghiệm tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí trong niềm yêu mến đối với văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi tin rằng từ kết quả của lễ hội này, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc sẽ không ngừng được mở rộng, cũng như tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt. Bày tỏ vui mừng khi thành phố Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán đồng tổ chức lễ hội Việt Nam Hàn Quốc lần thứ hai, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Kang Bo Sung cho biết, trong 30 năm qua, quan hệ hai nước Việt Nam Hàn Quốc đã đạt được sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu con người. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, năm 2019, lượng khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng đạt 1,7 triệu lượt. Và trong nửa đầu năm 2023, đạt khoảng 620.000 người, hồi phục bằng 73% so với mức trước dịch. Lễ hội Việt Nam Hàn Quốc 2023 sẽ là cơ hội quý giá để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường thiện chí và phát triển mối quan hệ giữa hai nước thông qua các hoạt động trao đổi nhân lực, văn hóa, kinh tế tích cực giữa người dân Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động như sự kiện này để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam Hàn Quốc. Tại buổi lễ khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn áo dài và hanbok do công ty áo dài Seoul thể hiện, chương trình điệu múa Wakwanmu, tiết mục nhảy K-pop cover dance của nhóm 0107 Crew đến từ Hà Nội. Đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, lãnh đạo thành phố và các khách mời Hàn Quốc đã cùng nhau thực hiện nghi thức thắp sáng lồng đèn, một biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc và bình an của cả hai quốc gia Việt Nam Hàn Quốc. Năm nay, lễ hội được diễn ra với khuôn viên rộng lớn, được đầu tư quy mô, trang trí ấn tượng, cùng đa dạng các hoạt động đồng hành, ba đêm chương trình nghệ thuật đặc sắc và sự tham gia của 60 gian hàng giới thiệu thông tin văn hóa đặc sản ẩm thực, trò chơi dân gian v.v. Nhiều người dân du khách đến lễ hội đều thích thú và tham gia trải nghiệm các gian hàng hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đi tham quan trải nghiệm các gian hàng.